Trong chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 68.000 tỷ đồng. Đây là số tiền ngân hàng nhà nước bơm ra để mua dòng 3 tỷ đô la Mỹ ngoại hối dự trữ. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào thời điểm cuối quý 3 đã đạt mức kỷ lục mới 45 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm 3 tỷ đô la Mỹ so với thời điểm cuối quý 2 2017 và cao hơn 6 tỷ đô la Mỹ so với thời điểm cuối năm 2016. Như vậy, riêng trong quý 3 thì ước tính ngân hàng nhà nước đã mua dòng 3 tỷ đô la Mỹ ngoại hối dự trữ. Song song đó, để trung hòa rủi ro lạm phát do việc bơm tiền đồng ra để mua ngoại tệ, ngân hàng nhà nước đã tích cực phát hành tín phiếu nhằm hút bớt 21.000 tỷ đồng trong quý 3 năm nay. Các chuyên gia nhận định nguồn kiều hối vẫn duy trì ở mức khả quan cũng là điều kiện hết sức thuận lợi để ngân hàng nhà nước tăng cường mua vào đô la Mỹ dự trữ. Giới chuyên gia dự báo trong quý 4 2017, khả năng ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục thực thi nới lỏng cung tiền, có thể thông qua hoạt động bơm tiền đồng để mua ngoại tệ. Đồng thời, việc phát hành tín phiếu sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng khối lượng hút dòng về có thể sẽ thấp hơn khối lượng tiền được bơm ra nhằm đạt mục tiêu tạo thanh khoản dồi dào cho các ngân hàng.